cái phương pháp thực chỉ liên tâm của chúng ta đó, thì từ đầu tôi cũng đã nói rồi, mục tiêu của thập chỉ liên tâm là giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, có nghĩa là chúng ta học hiểu biết để tự giúp cho mình, tự giúp cho người thân và hỗ trợ cho cộng đồng. Chúng ta không có mục đích chữa bệnh, do đó là trong cái phần học để mà điều chỉnh của cơ thể á, là cái bài học đầu tiên bao giờ cũng nhắc nhở là chúng ta phải thực hiện những cái điều như là nhịn ăn, hít không khí, chườm đá và uống nước chi li. Do vậy á, là khi mà học được cái bài học ở đây á, thì chúng ta sẽ lấy những cái hiểu biết, những cái kiến thức ở đây và thực hiện qua bản thân của chính mình, và đồng thời á, phổ biến lại cho bà con, cho cộng đồng, trong đó có cái gia đình là cần thiết. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.